tháo vậy hư móng thật hết. Tôi cũng tháo kiểu này đã. Tôi tháo kiểu này khách giật mình bảo mày tháo nhanh thế, chẳng thấy đau gì cả. Nghe nói phá bột là thấy hoải rồi. Bộ này cũng 3 tuần rồi, tháo vậy ok mà. Tùy khu, tùy khách, tùy cơ ứng biến. Tôi cũng muốn tháo kiểu này lúc tiền lẻ, nhưng không đủ trình. Ok, xin chào các bạn nha. Thì clip đắp bột đôi giày thì thấy view ít, nhưng mà thấy phá kiểu này, tháo kiểu này thấy mọi người thích coi nha. Thì mình sẽ up nhiều hơn nha. Thì tháo kiểu này thì tùy tiệm nha. Có tiệm cho tháo, còn có tiệm không cho nha. Thì các bạn đi làm ở ngoài, các bạn phải biệt mình biệt ta, tắm trên tắm thẳng nha. Chứ tháo này như lúc chủ nó chiều á. Thì mình thì bộ này tháo kiểu này á, cái mông thịt của khách này, nó phải cứng nha, thì nó sẽ dễ tháo hơn. Thì nếu mà cái mông thịt của khách này, nó quá mỏng á, thì tháo rất là khó nha. Thì hôm nay mình tháo khách của khách này là cái tay rất là mỏng nha, mông thịt rất là mỏng. Thì mình cũng sẽ tháo thử cái thử được không nha. Thì mình thử ngón mũi me cái thử là cái ok không, mình mới tháo tiếp nha. Thì mình thấy cũng được, không tệ nổi. Thì cái này mà tháo mà mông thịt của người khách á, bằng cái tay dày á, tháo rất là nhanh. Còn mà mỏng mỏng như vậy này thì phải tháo nhiều mình biết được nhá, chứ không phải là ứng là tháo đâu, phải hơi khó. Thì cái này nó đòi hỏi kinh nghiệm, các bạn phải tìm cái góc để mà bỏ cái mỏng giả này vô để mà khảy thì nó hơi khó nha. Thì phải mình tìm hai bên nha. Thì bên nào có vô được được rồi á, thì dùng bên đó, còn mà không được á, thì cắt ngắn lại một chút giống vậy này đó. Nên mình cứ tìm cái góc, chủ yếu là tìm cái góc ở đầu móng để mình luôn cái mỏng giả này vô thì sẽ dễ tháo nha. Đó, mình kiếm được cái góc rồi thì mình rất là dễ nha. Đó, mình vừa luôn vừa bóp cái mỏng lại nha, cho khách khỏi đau tay nha. Bóp lại là khách nó không có cảm nhận được cái đau. Thì mình bỏ vô từ từ thôi nha. Đó, mình các bạn nhìn thấy mình làm không? Mình làm rất là từ từ nha. Thì mình mà làm mà kiểu mà bỏ vô khảy liền vậy, nhiều lúc nó dính mỏng mà nó dính chắc chứ quả là nó bay luôn mông thịt người ta là chảy máu nha. Bây giờ mình tháo thì tháo về, nhưng mà mình phải cẩn thận nha, tháo đẩy vô từ từ thôi, coi nó có bị khưng không. Các bạn đẩy từ từ, nếu mà nó khưng á, khưng là gì, nó mắc lại á, thì các bạn phải nhấn tay đổi qua bên khác nha, để luôn qua đường ngược lại thì nó sẽ dễ hơn nha. Còn mà các bạn cố chấp bộ khảy quá cái khưng đó là sẽ chảy máu nha. Thì đó, mình mấy cái ngón mà khó quá thì mình sẽ làm sao cùng nha. Đó, cực kỳ dễ và làm rất là từ từ nha. Mà đó, mình có không vô nghĩa là mình bóp cái ngón giữa của mình, là mình bóp cái mông bột lại, mình bóp cái tay khít lại thì sẽ không đau nha. Đó, thấy không? Đó, luôn mình bóp, mình đè xuống thì khách sẽ nó sẽ không có cảm nhận được. Thì mình cũng không khuyến khích các bạn làm kiểu này nhá. Các bạn mới nghe thì các bạn phải cẩn thận, làm gì làm đừng để chảy máu. Chứ làm mà chảy máu rồi bữa sau vô là nó nhìn mặt là nó không cho làm là tật luôn, là quê lắm, thử nèo rất là dễ quê. Ok, cảm ơn các bạn.